quay trở lại với kênh YouTube của em Khánh Hà Nội Ca. Vâng, hôm nay thì cửa em mới về được một chiếc SUV có thể nói là cực kỳ hot trong thời gian vừa qua. Một trong những chiếc SUV mà luôn nằm trong top bảng xếp hạng những chiếc xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Vâng thưa quý anh chị, đây là chiếc Ford Everest phiên bản cao cấp nhất, phiên bản Wildtrak 4X4 với cái động cơ biturbo. Xe thì sản xuất năm 2023 và mới chỉ lăn bánh được hơn 3.000 km thôi. Đấy, có thể nói là một chiếc xe lướt như mới. Và với quan điểm của riêng em thì với một người cực kỳ thích những cái mẫu SUV thực chiến thì quả thật chiếc Ford Everest này nó là một mẫu SUV thực thụ với những cái đặc tính kỹ thuật tuyệt vời ở trong phân khúc. Bây giờ thì em Khánh xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu về mẫu SUV này nhé. Vâng thưa quý vị anh chị và các bạn thì bình thường hay làm xe Nhật thì lâu lắm mới có thời gian để trải nghiệm những cái dòng xe cơ bắp Mỹ như thế này. Đấy, ở trên khi mà xuất hiện với cái form dáng mới này thì Ford Everest nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ giới mê xe. Đấy, kiểu dáng thiết kế mới nó rất là đẹp. Nhìn phát biết xe Mỹ luôn. Và với cái phiên bản Wildtrak này thì ở trong hãng hiện tại giá niêm yết nó phải chạm ngưỡng 1,5 tỷ chưa lăn bánh. Thưa quý anh chị, và với cái màu cam này nữa thì nó cũng sẽ đắt hơn các cái màu khác khoảng vài triệu, 7 triệu. Phiên bản này thì Everest sử dụng động cơ máy dầu 2.0 biturbo với một turbo hỗ trợ giải tốc độ thấp và một hỗ trợ giải tốc độ cao. Đấy, thường thì các anh chị sử dụng xe máy dầu thì hay phàn nàn là ở giải tốc độ thấp thì xe nó rất là ì. Tuy nhiên thì với công nghệ biturbo thì Everest đã loại bỏ được cái vấn đề đấy rồi. Và đặc biệt nữa ở trên phiên bản cao cấp này thì xe trang bị rất là nhiều các cái tính năng tiện nghi cũng như là công nghệ. Đấy, quý anh chị có thể nhìn thấy ngay ở ngay phần đầu xe thôi chúng ta đã thấy được rất là nhiều các cái trang thiết bị hiện đại rồi. Đấy, từ cụm đèn này, đấy, thưa quý anh chị, cụm đèn mới performance LED, đèn matrix với cái hiệu năng chiếu sáng rất là tuyệt vời. Đấy, đầy đủ các cái cảm biến, hệ thống camera, rồi là hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS. Đấy, ở trên kính chắn gió nó cái camera kìa, quý anh chị thấy không, cái hình tam giác mà em vẫn thường hay nhắc đến ấy. Với mẫu Everest này thì radar nó nằm ở phía dưới, thấp hơn một chút so với Lexus. Lexus thì nằm sau ngay sau phần logo. Hệ thống cam đầy đủ. Bộ mâm lốp thì rất là tuyệt vời. Đây. Lốp này mới chạy được hơn 3.000 km thôi quý anh chị nhá. Đây. Là răng phay với hai tông màu rất là đẹp. Xe sử dụng hệ dẫn động 4X4 đi kèm với cái nền tảng khung gầm rời. Đấy, những chiếc SUV thực thụ thường thì sẽ sử dụng nền tảng khung gầm rời quý anh chị nhé. Các cái thanh dầm sau đó thì đặt lên trên các cái thanh dầm đó là bộ khung, giúp cho xe có những cái đặc tính có thể thích ứng được với những cái địa hình khó khăn, đi kèm với khả năng off-road tuyệt vời. Một điểm em thích nữa đặc trưng của các cái mẫu xe Mỹ là đây, chúng ta có những cái bệ bước này nó rất là to. Đấy, khi mà bước chân lên xe thì cũng rất là thoải mái. Đấy, và ngoài các cái tính năng vượt trội thì chúng ta có thêm những cái chi tiết của phiên bản Wildtrak. Bộ ghế này, khâu chỉ cam, tương phản và có chữ Wildtrak ở trên ghế này rất là đẹp. Rồi và không thể phủ nhận một điều là ở thế hệ mới này thì Ford Everest họ làm những cái thiết kế rất là đẹp. Đấy, mặc dù là xe là một cái chiếc xe off-road. Tuy nhiên thì bên trong phần nội thất quý anh chị thấy này.
rất là hiện đại. Tay nắm cửa, tay nắm cửa chúng ta mở bằng cái lẫy cơ ở phía sau này. Đấy, và giao diện điều khiển của nó thì cũng rất là sắc nét và dễ sử dụng anh chị nhé, cực kỳ hiện đại luôn. Đây, chúng ta có một cái màn hình cảm ứng cỡ lớn ở đây với rất là nhiều các cái chức năng, cũng như là chúng ta có thể theo dõi các cái thông số về vận hành, các cái tùy chỉnh về vận hành chúng ta đều có thể điều khiển ở trên cái màn hình này. Đấy, thiết kế mới rất là đẹp, rất là cơ bắp thể thao đúng chất Mỹ. Đài cầu điện tử này, và cái chế độ lái chúng ta có thể xoay bằng cái núm này. Đấy, All Terrain Select, hệ thống lựa chọn đa địa hình. Đây, và trên cái màn hình đa thông tin chúng ta có một cái màn hình, cũng là một cái màn hình điện tử cỡ lớn, hiển thị tất cả các cái thông số về vận hành. Xe 15 bánh 3.900 km quý anh chị nhé. Đấy, con này thì đăng ký biển Hà Nội một chủ, không khác gì xe mới luôn. Đấy, vào thơm phức mùi xe mới. Rất là nhiều các cái tính năng, công năng ở trên này. Đấy, cái màn hình này thì cảm ứng nó cũng rất là dễ sử dụng. Apple CarPlay này, Android Auto kết nối không dây. Đấy, tuy là một mẫu xe thực chiến thiên về khả năng vận hành off-road trên những địa hình xấu, tuy nhiên thì cái công nghệ hiện đại vẫn xuất hiện đầy đủ trên chiếc Ford Everest này, thưa quý vị và anh chị. Đây, tất cả chúng ta, anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây. Đây, chúng ta có thể tùy chỉnh các cái drive mode này. Và giao diện nó hiện lên ở màn hình hiển thị đa thông tin rất là đẹp. Eco này, chế độ kéo chở hàng này, slippery đường trơn trượt này, mất rust đường bùn lầy và đường cát, thậm chí là có cả đường cát thưa quý anh chị, đầy đủ hết. Nói chung là All Terrain Select, quý vị anh chị và các bạn có thể di chuyển trên đa địa hình với chiếc SUV này. Và với một chiếc xe này thì em cũng không nghĩ là nó sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh đâu, và đây chính là chiếc cửa sổ trời toàn cảnh trên Ford Everest 2023. Đấy, có thể mở đóng mở bằng điện hết. Đấy, mở được hai khoang. Đẹp tuyệt vời luôn. Hàng ghế thứ hai thì cũng vô cùng rộng rãi. Với một cái chiếc SUV có chiều dài cơ sở lên tới 2m9 thì quý anh chị không cần phải lăn tăn về cái độ rộng rãi của chiếc xe nữa rồi. Hàng ghế thứ ba thì cũng rất là thông thoáng luôn. Đây, phía sau có, em nhìn thấy ở bên cạnh này đã có một cái cảm biến rồi, rất là nhiều cảm biến, 6 cảm biến đằng sau. Camera sau. Ở đây là khi gặp hàng ghế thứ ba nhé. Và mở lên thì quý anh chị vẫn còn một cái khoảng cũng không phải là quá nhỏ. Đấy, đồ đạc để rất là thoải mái. Hàng ghế thứ ba chúng ta có thể gặp mở điện bằng cái nút bấm ở đây. Cốp điện, chống kẹt. Đấy, hôm nay hiện tại thì em chỉ quay được ở trong cửa hàng, ở trước cửa hàng thôi. Đấy, quý anh chị muốn xem thêm về những cái video trải nghiệm xe ở trên những cái con đường off-road thực sự thì quý anh chị có thể xem ở trên trang Auto Daily. Anh Lê Hùng, anh ấy cũng đã có những cái video rất là tuyệt vời khi mà đi thử cái mẫu xe này. Tất cả những cái đặc tính kỹ thuật, đặc điểm kỹ thuật của chiếc xe này
đều hướng đến cái trải nghiệm off-road for mà thưa quý anh chị, của mẫu xe rất là tuyệt vời khi mà sử dụng trên những cái cung đường off-road. Vâng thưa quý anh chị và các bạn, thì hiện tại để mà lăn bánh một chiếc Everest phiên bản Wild Truck 2023 như thế này thì chúng ta sẽ phải bỏ ra khoảng 1,7 tỷ. Tuy nhiên thì hiện tại showroom Hà Nội K bên em đang chào bán chiếc xe này với giá chỉ 1,5 tỷ. Thưa quý anh chị, một chiếc xe siêu lướt như mới, đăng ký biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Quý anh chị cần hỗ trợ hay tư vấn trực tiếp gì về mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp với em Khánh qua số hotline trên màn hình nhé. Hoặc mời quý anh chị qua trực tiếp showroom để trải nghiệm và lái thử cái mẫu xe tuyệt vời này. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những siêu phẩm tiếp theo.